Trở lại chương trình của The LV News, chúng tôi sẽ trở lại một trích đoạn cũng khá là đặc biệt trong chương trình của Sean Hannity ngày hôm qua. Trong cái phiên tòa của Stormy Daniels, và chúng ta sẽ đi phân trích từng phần một trong cái diễn biến này. Sau đó chúng ta sẽ cập nhật một số bản tin quan trọng nhất trong ngày của ngày hôm nay. Brian, một thành viên của chương trình có vẻ như chương trình của The Morning News, chương trình Fox News, nói rằng là Stormy Daniels đã trở lại một nhân chứng. Sau một ngày hạ nhiệt, cái lời khai của đội bào chữa mô tả là có tính định kiến cao. Ông Steve trả lời rất là thành kiến. Brian trả lời rằng là đội bào chữa đang yêu cầu xét xử sai, nhưng thẩm phán đã phủ nhận điều đó. Chính xác luôn quý vị. Trong cái phân đoạn này rất rất là rõ ràng nha. Khi mà thật sự cái đòi bào chữa đã chính thức tuyên bố là vụ án, và cách mà thật sự họ đưa ra là hoàn toàn sai. Và đây là bản tin để chúng ta thấy chính xác của nó. Luật sư của Tổng thống Trump cho biết nhóm của ông đang kiến nghị các yêu cầu để tuyên bố một cái phiên tòa vô hiệu lực trong vụ án tiền bịt miệng. Dựa trên lời khai của nhân chứng Stephanie Clifford, được gọi là Stormy Daniels, cho những bình luận của bà gây bất lợi một cách bất công. Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ cái nỗ lực của họ. Tại tòa án thì luật sư Blanchy của ông Trump cho rằng lời khai của bà Clifford về cuộc gặp gỡ về vụ ngoại tình của bà được cho với Tổng thống Trump vào 2006 khác với những lời khai mà đưa ra trong những năm trước đó. Ông nói thêm rằng cái lời khai của bà không liên quan gì đến vụ án. Vụ án mà ông Tổng thống Trump bị cáo buộc là sai lệch hồ sơ kinh doanh, rằng những bình luận của bà có cái chủ ý gây bất lợi cho bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn sẽ làm gì với điều đó? Ông nói đề cập những bình luận của bà Clifford, tức Stormy Daniels, dựa trên những lo ngại về an toàn một phiên xét xử về hồ sơ kinh doanh vẫn gây bất lợi. Blanchet nói, theo quan điểm của chúng tôi, không có cách nào nhớ lại những gì mình đã biết. Ông nói thêm rằng, hôm nay bà ấy đã làm chứng về sự đồng ý, về mối nguy hiểm, và đó không phải là câu chuyện mà bà ấy đang công bố. Rất tiếc đó không phải là câu chuyện bà ấy đang thuyết phục, bà ấy đang ký một thỏa thuận không tiết lộ trong tin vào 2016. Ông nói thêm trong nhóm của ông rất ngạc nhiên và đáng tiếc, phải cho rằng nên tuyên bố một phiên tòa vô hiệu lực trong cái vụ án này. Phiên tòa vô hiệu lực có nghĩa là một bồi thẩm đoàn không thể đưa ra một phán quyết hoặc một sự sai sót nghiêm trọng về hành vi sai trái của thủ tục tố tụng, dẫn đến một phiên tòa không công bằng, trong đó một thẩm phán triệu tập một phiên tòa mới và bồi thẩm đoàn mới. Thưa thẩm phán, tôi không nghĩ có ai đó sẽ có thể nghe những nhân chứng này và nói, nghĩ rằng cái điều đó có liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo buộc, và đây là loại lời khai mang tính gây bất lợi, đến mức ông có nguy cơ khiến bồi thẩm đoàn không thể tập trung vào những bằng chứng quan trọng. Bên công tố không đồng ý. Với cái biện lý quận Susan nói rằng là bà Clifford lời khai không mới và không phải là câu chuyện mới. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của bà ấy, điều đó họ đã tấn công. Thẩm phán đã bác bỏ kiến nghị yêu cầu tuyên bố cái phiên tòa vô hiệu lực. Thẩm phán nói rằng, đây dù là câu chuyện mới hay không thì biện pháp khắc phục vẫn chưa được tiến hành trong quá trình chất vấn. Thẩm phán cho biết đồng thời nói thêm, tôi không tin rằng là chúng ta đang ở thời điểm biện hộ cho phiên tòa vô hiệu lực. Đáp lại ông Blanchy, thẩm phán Mason nói rằng các luật sư biện hộ đáng lẽ phải phản đối câu hỏi với công tố viên và một tuyên bố của bà Clifford về cuộc gặp gỡ của 2006. Ông Trump đã dứt khoát và những tuyên bố của bà là hoàn toàn sai sự thật. Thẩm phán sau đó cho biết ông đã đưa ra hướng dẫn các thành viên bồi thẩm đoàn về một số cáo buộc của bà Clifford, bao gồm lời khai của bà cho rằng bà bị đe dọa vào 2011. Bên công tố viên của ông Trump đã làm giả cái hồ sơ cho bà Clifford vân vân nhiều thứ khác nhau. Tóm lại, mụ thẩm phán này và con mụ này tiếp tục là những câu chuyện mà chúng ta thấy trong cái đoàn. Rất là quan trọng khi cái chương trình của Fox News, cái người dẫn chương trình đã đưa ra cái lập luận này. Ok, họ đưa ra cái lập luận quan trọng nha. Tức là cái đội bào chữa của ông Trump đã yêu cầu xét xử sai, nhưng thẩm phán đã phủ nhận điều đó. Ashley, một nhân vật trong chương trình của Fox News, nói rằng cô ấy đã tuyên thệ thừa nhận rằng cô ấy ghét ông Trump và muốn ông Trump vào tù nếu bị kết án. Nếu mà thật sự nhân chứng mà tuyên thệ tuyên bố như vậy đó,
Thì đương nhiên chúng ta hoàn toàn không thấy rằng là ông Trump sẽ có phiên tòa công bằng. Sean Hannity nói, nếu bạn đánh vào cái gì đó quan trọng, cô ta ghét Donald Trump. Trong quá trình thẩm vấn chéo, cô ta thừa nhận cô ta được bên công tố huấn luyện những gì cần nói. Có nghĩa là bên công tố của đảng Dân Chủ huấn luyện từng lời, từng nói của bà Stormy Daniels để có thể buộc tội ông Trump. Ông Sean tố cáo đây là gì? Đây là một trong cái nhà hát kịch. Tức là khi cái nhà hát kịch có nghĩa rằng là người ta sẽ huấn luyện và nhắc chèo, nhắc tuồng. Thì đó là cách mà công tố viên đang xử lý cái vụ án này đối với ông Trump. Không một điều gì của Stormy Daniels nói trong phiên tòa liên quan đến sai sót trong kế toán. Đúng là 100% chúng ta đang thảo luận về cái vụ án là ông Trump có sai phạm trong cái liệt kê 130.000 đô la hay không. Nhưng mà trong lời khai của bà Stormy Daniels lại đẩy cái vụ án đi hướng khác mà thẩm phán mà tiếp tục cho điều này xảy ra. Cô ấy đã bị tàn phá khi kiểm tra chéo. Trong một lá thư tháng 1 của 2018 chúng tôi đã có. Cái lá thư này, để coi coi cái lá thư này, nó biết trên cái chương trình Sean Hannity nó có đôi cái lá thư hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ không có những cụ thể trong cái phiên tòa nha quý vị. Nó có nhiều cái lý do mà tại sao nó không có cụ thể trong phiên tòa là bởi vì sao? Là bởi vì nó không có camera trong trọng. Chúng ta chỉ thấy chụp hình vân vân và nhiều thứ khác nhau thôi. Đây. Đây là cái lời của Susan. Cái Susan đã đưa ra khi mà thật sự bà ta đã chính thức tuyên bố là cái sự hận thù của bà đối với ông Trump đó, trên màn ảnh của chúng ta. Trong lá thư tháng 1 của 2018, mỗi bên đều phủ nhận sự tồn tại của vụ việc đến 2018 không phải là tiền bịt miệng vì nó chưa bao giờ xảy ra. Tại sao cô ấy lại có mặt trong phòng xử án để làm bẻ mặt và làm xấu Donald Trump? Họ muốn giữ ông Trump trong tòa 180 ngày tới để ông Trump không thể vận động tranh cử. Thẩm phán là một nhà tài trợ của Biden, con gái của ông sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính. By the way, con gái của thẩm phán nhận hàng triệu đô la từ quỹ tranh cử của Biden và kể cả luôn Adam xào chó tại tiểu bang California. Trong khi đó, vợ cung thẩm phán này là một thành viên cao cấp trong cái đội tuyển tư pháp của ông, đội tuyển tư pháp của bà. Mà James mà truy tố ông Trump của vụ 454 triệu đô la đó. Brian nói rằng là thẩm phán chỉ ra đòi bào chữa phải có thể phản đối nhiều hơn. Ông Sean trả lời nói là họ đã phản đối rất nhiều nhưng ông ấy không đưa ra phán quyết có lợi cho họ. Trong cuộc nói chuyện một, ông Steve hỏi là bạn nghĩ sao dự án của tiểu bang Georgia và Florida tạm dừng cùng với dự án tài liệu mật. By the way, cái dự án này nó có hai cái cập nhật duy nhất. Cái cập nhật đầu tiên là trong cái chương buổi sáng ngày hôm nay đó, bà Fannie Willis gần như là bà đã bị tấn công một lần nữa khi mà thẩm phán tòa phúc thẩm cho phép đội trưởng của ông Trump đưa lên tòa phúc thẩm để đuổi bà này ra khỏi vụ án. Tiểu bang Florida sau khi mà FBI và đội trưởng của Jack Smith đã đụng tới cái bằng chứng, đã shopping around cái bằng chứng để có lợi cho họ và bất lợi cho Trump, thì thẩm phán Elaine Kagan sẽ không đưa ra tuyên bố ngày nào cụ thể sẽ ra tòa. Ông Sean nói, chúng tôi đang sống trong một giai đoạn lịch sử. Donald Trump bất chấp cái sự tấn công chính trị thông thường. Mỗi lần mà bầu cử, thì mỗi lần buộc tội ông ta, số phiếu bầu của ông ta lại tăng lên. Đây là mối nguy hiểm cho đảng Dân Chủ, người Mỹ rất thông minh và nhìn thấu điều này. Hầu hết mọi người không tin rằng ông Trump sẽ có một dự án công bằng. Dự án ở New York là một sự bối rối đối với cơ quan công tố. Tôi nghi ngờ vụ kiện Florida cũng sẽ được tiến hành. Hãy xem điều gì xảy ra tại tòa án tối cao của ngày 6 tháng 1 và vụ án miễn trừ. Tôi không nghĩ trường hợp của bà Fannie Willis ở Georgia có đủ mạnh để tiến tới. Ông Steve lại trích dẫn một cái đoạn rất quan trọng, đó là cái lá phiếu của cử tri. Trên màn chúng ta vì thấy là cái lá phiếu mà Black voter cho ông Biden đang giảm rất nhiều. 2020 thì 87% cử tri da đen bị dụ. Mà bây giờ 2024 thì chỉ còn 64 thôi. Tức là gần 20% còn lại đang bắt đầu có sự thay đổi. Trong khi đó cử tri của người gốc Tây Ban Nha thì 2020 59% bị dụ. Hiện giờ cái tốc độ dụ bớt xuống còn có 34%. Số phiếu của Trump tăng lên trong khi số phiếu của Joe Biden đang giảm. Cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của cử tri da đen và Tây Ban Nha dành cho Biden đã giảm đáng kể từ 2020.
Ông Shaw nói là người Mỹ đang cần tự hỏi mình câu hỏi đơn giản mà chúng ta thường hỏi trong mỗi cuộc bầu cử, là bạn có tốt hơn 4 năm gì trước hay không? Ê, tôi trả lời ông Sean. Tôi trả lời cho ông nè, cuộc sống của tôi đỡ có tốt hơn 4 năm gì trước. Bây giờ tôi phải trả tiền bảo hiểm xe tăng gần 30%, tiền xăng tăng 30%, tiền ăn, tiền uống, tiền nuôi con, tiền nhiều thứ khác nhau đều tăng trưởng vô cùng rất là mạnh mẽ. Luật pháp và trật tự đang suy giảm, các thành phố và thị trấn chúng ta không có an toàn. Chính quyền đã không xử lý tốt vấn đề nhập cư về kinh tế, xung đột quốc tế, 60% người Mỹ phải đang vật lộn để kiếm sống. Ashley nói là bạn có những kẻ ngoài dòng pháp luật, những người làm luật tại tại West tập trung ra những tập mới và tối thứ tư, hãy cho chúng tôi biết về đó. Đây là bombshell một số cái luật pháp khác. Khi Fox tiếp cận tôi việc này, tự hiểu những người phù hợp hay không, tôi rất hâm mộ những bộ phim như là Yellowstone vân vân, nhưng mà tóm lại thì tất cả những bộ phim của Hollywood hiện giờ rất là tệ. Thì trong cái conversation này để chúng ta hoàn toàn thấy nó đưa ra nhiều cái luận điểm, mà cái luận điểm để chứng minh rằng cái dự án của Trump nó trở nên tồi tệ hơn, và cái dự án đó càng ngày càng chứng minh rằng là cái nước Mỹ chúng ta gần như là nó không còn một cái gì đó mà có sự công bằng hay là liêm chính gì cả ở đây. Thì trong tương lai họ có thể truy tố đi, truy tố lại. Nhưng rồi chúng ta tiếp tục nghe một cái luận điểm khác là cái vấn đề liên quan đến ông Trump đi tù, và cái Secret Service ảnh hưởng như thế nào về cái vụ ông Trump đi tù. Và đây là bản tin tiếp theo trong chương trình của ngày hôm nay. Người phát ngôn của Trump cho biết mặc dù phải cung cấp bảo vệ cho ông Trump nếu ông Trump bị bỏ tù. Cơ quan mật vụ đã nhắc lại, họ phải cung cấp sự bảo vệ cho cựu tổng thống trong bối cảnh đồn đoán tổng thống Trump có thể đi tù vì vi phạm cái lệnh bịt miệng, tức là cái tu chính án thứ nhất. Ông đã bị bịt miệng một cách rất là mạnh mẽ bởi ông Biden. Đương nhiên ông bị bịt miệng bởi Biden là chuyện rất là bình thường. Lý do là bởi vì ông Biden đang đứng phía sau những vụ truy tố này, whatever, quý vị nói như thế nào. Nhưng mà thật sự một cái polling mới đưa ra rằng là ông Biden đang đứng sau vụ này. Gần như người Mỹ trên 65%. Thẩm phán Juan Mosho đã nói với Tổng thống Trump rằng nếu ông tiếp tục vi phạm cái lệnh bịt miệng, nói về các nhân chứng và những nhân chứng cá nhân khác trong liên quan đến phiên tòa, ông có thể đối mặt với án tù. By the way, những cái nhân chứng có thể tấn công Trump, nhưng mà ông Trump không bao giờ được tấn công là những nhân chứng, đó là cách mà họ đang nói là như vậy. Trả lời cho câu hỏi về cách cơ quan mật vụ sẽ phản ứng nếu Tổng thống Trump bị bỏ tù, người phát ngôn của cơ quan này nói với tờ báo The Epoch Times hôm thứ Ba rằng theo luật của liên bang, cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ phải cung cấp sự bảo vệ cho nhà lãnh đạo chính phủ hiện tại, các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân. Thưa quý vị, các nguyên thủ quốc gia đến thăm và các cá nhân khác do Tổng thống chỉ định. Tuyên bố không đi sâu vào chi tiết cụ thể việc nó trông như thế nào. Người phát ngôn đã không trả lời câu hỏi về liệu một nhân viên mật vụ có thể đóng quân trong phòng giam cùng với Tổng thống Trump hay không. Rất thú vị vì điều này. Người phát ngôn cho biết, đối với tất cả những cơ sở khắp trên thế giới, chúng tôi nghiên cứu các địa điểm và phát triển cái mô hình bảo vệ toàn diện. Quý vị đã nhớ rằng là quan khác với dân, đó là câu chuyện đúng trong nguyên tắc thôi, nhưng mà thật sự một cựu tổng thống, ông không phải là một người dân thường, quý vị. Giống như là cựu tổng thống Bill Clinton, cựu tổng thống Obama, nếu mà thật sự ông Trump vào tù thì trong tương lai Obama cũng tương tự. Mà nhiều thứ khác nhau, tôi giả sử như vậy. Tất cả đối với cơ sở khắp trên thế giới, chúng tôi đang nghiên cứu địa điểm và phát triển mô hình để bảo vệ toàn diện, nhiều lớp kết hợp công nghệ hiện đại, trí thông minh bảo vệ. Các chiến thuật bảo mật tiên tiến để bảo vệ những người được chúng tôi bảo vệ. Ê, có khi nào tụi nó tống ông Trump vào tù rồi ông Trump bệnh giống như một số cái nhân vật ở bên Nga, tôi giả sử quý vị. Ok, ở bên Nga tôi giả sử như vậy. Có khi nào ông ngẫm trong tù luôn, tụi nó khoái mà. Nếu ông ngẫm thì tụi nó chiến thắng. Tụi nó rất là mong muốn về điều này, tụi nó đang học hỏi cho Putin đấy chứ. Nhưng mà trong khi đó tụi nó lại, ông Putin ông không được làm như vậy. Ê, ông không làm như vậy mà tụi bay đang làm tại đây với ông Trump. Những cái dự án truy tố này trên thực tế là muốn ông Trump 1.000 năm tù rồi. Trong một phiên điều trần tuần này trước bồi thẩm đoàn phòng xử án, thì thẩm phán Mosson nói rằng có vẻ như quyền bịt miệng 1.000 đô không có tác dụng răn đe. Ông là một cựu tổng thống của Hoa Kỳ, có thể là tổng thống tiếp theo, thẩm phán nói tiếp tục.
Có nhiều lý do tại sao giam giữ thật sự là biện pháp cuối cùng đối với ông. Ông tiếp tục nói rằng thời hạn tù sẽ gây rối loạn tới phiên tòa. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Eric Adams phát biểu trong một cuộc tuyên bố thứ ba là sở cảnh sát sẽ sẵn sàng nếu Tổng thống Trump nhận án tù. Ủy viên tuyệt vời của chúng tôi, cô ấy sẵn sàng chuẩn bị cho bất cả điều gì xảy ra trên đảo Greeker. Thị trưởng không cho biết thứ ba sẵn sàng quản lý và giải quyết tình hình. Di dân bất hợp pháp để không ở trong tù, trong khi đó một tổng thống đang tranh cử tống vào tù. Tôi cũng đang chờ đợi tụi bay tống ông Trump vào tù nè. Để chúng ta là những cử tri cầm cái lá phiếu để cho ông Trump vào tù. Trong quá khứ là Dr. King cũng vào tù, một số đại nhân vật cách mạng cũng vào tù. Thị trưởng nói thêm, trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến thực thi pháp luật, chúng tôi phải điều chỉnh cho bất kỳ những gì xảy ra theo cách của mình, nhưng chúng tôi không muốn giải quyết một giả định. Nhưng họ là những người chuyên nghiệp, họ sẵn sàng. Thẩm phán ban hành cái lệnh bịt miệng ban đầu vào tháng 3, vài ngày trước khi phiên tòa bắt đầu. Nó cấm Tổng thống Trump đưa ra bình luận về bồi thẩm đoàn, nhân viên của tòa án, công tố viên và nhân chứng có thể. Thẩm phán đã mở rộng lệnh của mình bao gồm các thành viên trong gia đình của ông sau khi Tổng thống lưu ý trên mạng. Là con gái của thẩm phán làm cố vấn cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cáo buộc ông có xung đột lợi ích. Cựu Tổng thống có thể đưa ra nhận xét về thẩm phán Merson và biện lý quận Alvin Bragg. Hôm thứ Ba, con mụ Stormy Daniels, một nhân chứng quan trọng của Tổng thống Trump, không thể bình luận công khai đã làm chứng trong vụ án. Cô ta đã đưa ra những cáo buộc ông Trump và cô ta đã ngoại tình vào 2006. Đương nhiên, ông Trump đã bác bỏ hoàn toàn về điều này. Vào thời điểm các luật sư của Tổng thống đã yêu cầu thẩm phán Merson tuyên bố xét xử sai các vụ cáo buộc của bà Daniels. Vì cuộc gặp gỡ vào 2006 nói rằng những cáo buộc đó không phù hợp và gây thành kiến cho bồi thẩm đoàn. Thẩm phán phủ nhận nỗ lực của họ. Bồi thẩm đoàn sẽ làm gì với điều đó? Luật sư của Trump Todd Blanchett đã nói với thẩm phán hôm thứ Ba. Đề cập đến bình luận của cô ta, việc đưa ra những lo ngại an toàn cho phiên tòa xét xử hồ sơ kinh doanh cực kỳ có hại. Ông Blanchett nói thêm, theo quan điểm của chúng tôi, không có cách nào rung chuông. Hôm nay cô ấy làm chứng về sự đồng ý, sự nguy hiểm, và đó không phải là câu chuyện mà cô ta đang rao giảng. Sorry, đó không phải là câu chuyện cô ấy đang rao giảng khi cô ấy trước thỏa thuận tiết lộ thông tin vào 2016, không tiết lộ. Thẩm phán, tôi không nghĩ ai có thể lắng nghe những gì nhân chứng nói, rằng những gì đó liên quan đến hành vi buộc tội, trong khi đó những lời khai mang tính định kiến đến cái mức độ mà tấn công ông Trump thì làm bôi nhọ cho ông Trump. Và đó là cả một câu chuyện mà chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những bản tin tuyệt vời trong chương trình của The LV News. Chúng ta trở lại một cái segment trong cuộc phỏng vấn của ông Gawker. Ông Gawker là một nhân vật cũng rất là đặc biệt. Mà đôi khi tôi cũng không biết ông này cái tư tưởng như thế nào, mà trịnh toàn cũng rất là khùng trứng trứng. Nhưng mà at minimum ông ủng hộ cho Trump. Có nhiều cái quan điểm mà chúng ta không đồng thuận với ông. Nhưng mà thật sự trong cuộc phỏng vấn này, ông đưa ra một số cái luận điểm khá là thú vị. Ok, chúng ta sẽ đi vào cái luận điểm này để chúng ta support cho cái bản tin trước đó là bản tin tù tội đó. Trong sự án tiến sĩ Gorka, tôi muốn nói về New York. Người phỏng vấn đặt câu hỏi, trước khi tôi muốn hỏi gì về khoản lại tiểu bang Florida đó, tin tức không thể tin được. Thẩm phán Elian Kenning đã trì hoãn cái vụ kiện tài liệu Florida vô thời hạn. Có nghĩa là phiên tòa New York ở lúc này là phiên tòa duy nhất chúng ta có thể thấy trước cuộc bầu cử. Ông Gorka, ông nghĩ thế nào về quyết định này của thẩm phán? Gorka trả lời, thẩm phán Kenning rõ ràng là một trong những thẩm phán trung thực nhất của nước Mỹ. Nếu bạn nhìn vào báo cáo sâu sắc, trừ Julie Kelly, toàn bộ vụ án này là tồi tệ, đúng luôn, rất tồi tệ. Quý vị còn nhớ lại cái phân đoạn mà tụi nó vào cái hồ sơ của ông Trump. Nó lấy cái hồ sơ của ông Trump, nó dục, nó vải ra hết ở dưới đất. Những cái câu, những cái blinder, những cái cover mà là tài liệu mật để nó chụp ảnh, để nó chụp dọn Trump trên cái truyền thông. Trong khi đó nó xét nhà của ông Trump mà không có mặt của luật sư và chẳng có mặt gia đình của Trump nữa nha. Chỉ có trời mới biết được là tụi nó có bỏ những hồ sơ khác vào hay không. Toàn bộ là sự tồi tệ FBI cùng với nhiều cơ quan khác đã nhắm vào Tổng thống. Họ đã nói dối về việc quản lý bằng chứng về chuỗi hành trình. Họ đã sắp xếp lại những bằng chứng sau khi thu thập. Nó là một quy tắc số 1. Nếu bạn đã xem đủ các thủ tục tố tụng tội phạm, bạn sẽ biết rằng cái chuỗi giám sát rất là quan trọng. FBI đã thừa nhận sắp xếp lại mọi thứ sau khi họ đột kích vào nhà của ông Trump.
trường hợp đóng cửa, là close. Người phỏng vấn đặt câu hỏi rằng với vụ việc này hoàn toàn vô thời hạn, thì phiên tòa tại New York là phiên tòa duy nhất có thể diễn ra trước cuộc bầu cử. Ông Goka trả lời, nếu chúng ta nghe những tuyên bố trên Manhattan vào ngày hôm qua, họ cần 2 đến 3 tuần nữa. Điều này thật điên rồ vì rạp xiếc đang tiếp tục. Nếu điều đó thì đội ngũ pháp lý của Tổng thống sẽ phản hồi điều đó có thể xảy ra. Nhưng chúng ta còn 6 tháng nữa mới có cuộc bầu cử. Việc có bất kỳ phiên tòa nào diễn ra trong 6 tháng về đối tượng là thủ lĩnh của phe đối lập là một trò hề. Đó là một thứ cộng hòa chuối. Có nghĩa là tiến ngày đã tiến tới ngày bầu cử. Còn có 6 tháng nữa mà phiên tòa nào diễn ra đương nhiên là một cộng hòa chuối. Ông Goka, cái nước chúng ta thật sự cộng hòa chuối từ lâu rồi. Khi mà chúng ta đi truy tố những người đặt kết quả, cái sự minh bạch của cuộc bầu cử. Ông Goka nói rằng là ông Matt Witt cho biết Michael Cohen có thể làm chứng vào tuần tới. Điều đó có nghĩa là kết thúc cuộc tranh luận sau đó. Vì vậy cùng lắm là một tuần rưỡi nữa, sau đó đến bầu thẩm đoàn. Hôm qua Stormy Daniels thật sự có giúp ích gì cho bên công tố hay không? Goka trả lời là hoàn toàn không. Ngay cả thẩm phán là người tài trợ cho Biden, chính xác luôn. Thẩm phán của vụ án này là người ủng hộ cho Biden. Nhà thẩm phán vụ án này là thẩm phán đã bỏ tiền cho ông Biden, cũng cảm thấy xấu hổ. Ông thẩm phán không thể kiểm soát được tình hình. Cô ta đã giả tạo cảm xúc giống như trong bộ phim Come You của mình. Điều này sẽ đến đâu? Ông Trump đã bị phạt lần thứ 10 khi bị bệnh miệng. Rõ ràng là ông ta không có quyền trong tru chính án thứ nhất. Sau đó ông nói rằng thẩm phán là tham nhũng. Đây là sự táo bạo của bên cánh tả. Ông Trump đang thách thức các nhân vật như là Alvin Bragg và James là bộ trưởng tư pháp của đảng Dân Chủ ở New York. Ông Joe Biden, kể cả luôn bộ trưởng tư pháp Garland và kể cả luôn một nhân vật khác là Kogalin để bỏ tù ông ta. Nếu làm như vậy, chỉ trong 24 tiếng ông sẽ chiếm được thiện cảm của nhiều cử tri của đảng Dân Chủ, những người đang nhìn thấy thực tế của tình trạng này. Chính xác luôn. Bây giờ nếu mà thật sự tin ông Trump mà bỏ tù của đảng Dân Chủ nó cũng nhìn lại chết rồi. Chết rồi, cử tri độc lập nó chết rồi. Cái nước Mỹ đang bao nhiêu lạm phát, cái nền kinh tế của Trump bé đờ hơn nền kinh tế của Biden. Rồi bây giờ ứng cử viên Trump này bị bỏ tù bởi ông Biden. Ít trời đã cười kinh hoàng vì điều này. Trong khi đó cả một câu chuyện chúng ta hoàn toàn thấy đó. Khi ông Trump thì bị tréo dò tại tiểu bang New York thì ông Biden lại xuất hiện tại một số tiểu bang khác để đi tranh cử. Tụi nó sẽ thua, mà cái số thua này rất là đau nha quý vị. Cái thua này không phải là thua của Biden, mà là thua của toàn bộ cái quyền lực hành chính ở phía sau mà chúng ta từng gọi là quyền lực ngầm. Ok, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ coi sự phản biện của ông Jim Jordan như thế nào. Ông Jim Jordan là một trong ứng cử viên chủ tịch Hạ viện bị hụt. Nếu ông này mà thật sự đắc cử thì Hạ viện chúng ta có thể có nhiều sự thay đổi nha quý vị. Nhưng bởi ông này không có đắc cử thành ra rằng là ông Mike Johnson hiện giờ trở thành một con cá sấu ở trong cái quốc hội của Mỹ. Tôi hy vọng rằng sau cuộc bầu cử này ông Johnson sẽ từ chức hoặc là ông Johnson sẽ bị loại thoái cái chức vị chủ tịch của Hạ viện. Những cái bản tin loại thoái thì tôi cũng chẳng biết rằng thật sự nó có hay không. Từ từ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị. Trở lại cái câu chuyện mà ông Jim Jordan đã xuất hiện trong cái chương trình của Newsmax và đưa một số cái nhận định. Cái nhận định và tất cả những nhận định đó đều chung một cái xu hướng là gì? Là cái dự án tại tiểu bang New York đang thất bại một cách trầm trọng. Rất rất trầm trọng. Ok. Cái cuộc trò chuyện xung quanh khi mà thật sự ông Jim Jordan đã nhận định như thế nào về vụ án của Tổng thống Trump. Thật sự chúng ta là những truyền thông YouTube, chúng ta hoàn toàn không có khả năng phỏng vấn nhân vật này, thành ra chúng ta phải mượn những cuộc phỏng vấn như vậy, chúng ta phân tích trở lại. Nếu mà thật sự có cơ hội chúng ta có thể phỏng vấn được hay không, đương nhiên câu trả lời là không. Những cái đại nhân vật này rất là nổi tiếng thì người ta không có lên chương trình YouTube của chúng ta, thành ra chúng ta phải mượn, như quý vị thông cảm ha. Cuộc trò chuyện xung quanh các dự án pháp lý đang diễn ra tại phiên tòa của cựu Tổng thống Trump, đặc biệt là phiên khoản phiên tòa tại Florida và phiên tòa tại New York.
Có thể là phiên tòa duy nhất được tiến hành trước cuộc bầu cử sắp tới, thẩm phán Alien Cannon đã trì hoãn phiên tòa Florida, ông Jim Jordan nói. Các cơ quan liên bang FBI đang đặt ra những câu hỏi về quản lý bằng chứng nhưng lo ngại vì giả mạo những quản lý tài liệu yếu kém đã được thảo luận trong cái cuộc trò chuyện này. Cuộc trò chuyện cũng nhấn mạnh cái bản chất chính trị mà khi ông Jim Jordan sử dụng những cái thuật ngữ chẳng hạn như là sự tai hại, Stormy Daniels, những cái case của ông là hoàn toàn thất bại. Cuộc bầu cử cho 2024 là cuộc bầu cử sẽ tác động vào những cái vụ kiện này. Đó là những lời tuyên bố của ông Jim Jordan. Người dẫn chương trình đã hỏi về sự kiện của bà Cannon tại tiểu bang Florida, ông Jim Jordan trả lời: việc trì hoãn là rất đáng kể, họ đã thay đổi thứ tự tài liệu và các tài liệu thực tế không khớp với bản web, đó là giả mạo bằng chứng. FBI giả mạo bằng chứng. Như vậy trong tương lai mà thật sự người nào bị FBI bắt mà thành viên của đảng Cộng Hòa, chúng ta phải đặt câu hỏi thật sự bằng chứng nó có thật hay không. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi về cái nhân chứng bên ngoài công tố Michael Cohen từng tới, thì ông Jordan trả lời: các dự án đang thất bại, họ đang giả mạo bằng chứng tại Florida và dự án New York là một rạp xiếc chính trị. Rõ ràng tất cả công tố viên này đang hợp tác với nhau cùng để nhắm vào ông Trump một cách không công bằng. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi còn những lo ngại về thành kiến chính trị thì sao, thưa dân biểu? Dân biểu Jordan trả lời: những trường hợp này đều có động cơ chính trị. Tỷ lệ ủng hộ cho Trump sẽ tăng lên trong cuộc thăm dò vì mọi người nhìn thấu cái chiến thuật bẩn thỉu của cái đảng Dân Chủ. Trời đất ơi, bẩn thỉu là tôi nói nha quý vị, mà thật sự đúng là bẩn thỉu luôn. Nếu là tôi nói thôi, nhưng mà thật sự chính xác là bẩn thỉu 100%. Chính xác là bẩn thỉu 100%. Nhưng quan cảm một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình. Chương trình dạch mặt những bản tin liên quan đến một số đám, một cái đám rất là xạo. Trở lại bản tin liên quan đến kinh tế để chứng tỏ một cái đám xạo, trong đó có cái chương trình Axion. Axion là cái chương trình của cánh tả, như quý vị, đây là bản tin tiếp theo. Chương trình Axion cực tả đã tố cáo ông Trump nếu ông Trump đắc cử, chính sách kinh tế của Trump có thể gây ra lạm phát tiếp theo. Mà dưới thời của Biden lạm phát muốn tột quần nè. Tụi bay còn ngồi đó hù dọa cử tri. Tụi bay hù cử tri đi. Giống như thời tụi bay đã từng ủng hộ cho Biden, tuyên bố là ông Biden sẽ build back better. Better đã không thấy, mày thấy túi tiền của chúng ta càng ngày càng rơi, càng rớt. Rất là tệ hại. Đúng, và những kẻ chơi khăm Axion quá mong muốn để Joe Biden lừa đảo tái đắc cử. Đến nỗi họ đã quyết định châm chọc trong cái tiêu đề không hơn không kém. Một số độc giả ngu ngốc của họ đã tin tưởng ngày nay không có lạm phát. Đúng thật sự luôn, một đám đầu mà nó nằm ở museum, nó vẫn tiếp tục không tin tưởng là lạm phát là có thật. Chúng ta biết đấy, cái lạm phát đang trong cái trạng thái active trở lại, và lạm phát đang sẽ giải quyết một số cái vấn đề lớn về kinh tế hay không. Và thật sự lạm phát là những gì mà chúng ta đang hoàn toàn thấy. Cái lạm phát trung bình dưới thời của Trump so với lạm phát trung bình của thời Biden là hoàn toàn khác nhau. 2017 lạm phát thời của Trump là 2.1%, 2018 là 2.4%, 2019 là 1.8%, 2020 là 1.2%. Lạm phát trung bình dưới thời của ông Biden của 2021 là 4.7%, 2022 tức là 8%, và 2023 là 4.1%. Những kẻ rất vô liêm sỉ, những kẻ rất lô liêm sỉ trong cái chương trình của Axion, là cái chương trình cánh tả, cái chương trình được tách biệt ra từ tờ báo cánh tả khác, đó là Politico. Và đó là bản tin của LV News, và tập trung bản tin LV News tiếp theo. Lại chương trình của The LV News, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin trong ngày cho quý vị. Vào những cái lúc chẳng hạn như là 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 5 giờ chiều. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều khán thính giả đã ủng hộ cái chương trình và đặt cái niềm tin vào trong cái channel của LV News. Một lần nữa chúng ta sẽ trở lại một chiến binh. Một chiến binh rất vĩ đại của ông Trump, đó là bà Hà Ba. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình của Fox News. Thì tôi để cho cái âm thanh nó chạy như vậy cho nó vui.
Chứ thật sự tôi sẽ trình bày cái bản tin như là bình luận như thế nào, những cái take away trong cuộc phỏng vấn của bà trong cái chương trình của Fox News. Luật sư của Tổng thống Trump đã thảo luận về những thách thức với cái vụ kiện kháng cáo và thủ tục xét xử trên tiểu bang Georgia. Trên màn ảnh chúng ta rất là rõ ràng đó là bà Fannie Willis, một trong những nhân vật rất là chính trị hóa. Cái nhân vật này đã truy tố ông Trump và 19 cái đồng phạm khác về cái tội là RICO, là âm mưu để lật đổ kết quả cuộc bầu cử, vân vân. Trong khi đó bà là người đã dính vào cái câu chuyện gian díu với luật sư công tố, đó là ông Wang, là bồ của bà, cặp bồ cặp bịch với nhau. Bà này đã sử dụng tiền thuế của người dân trả cho bồ của bà gần cả 1 triệu đô la, sau đó bà được hưởng lợi. Ngoài vấn đề cái lợi sung sướng của bà thì bà còn cái lợi về tài chánh. Thì trong một cuộc phỏng vấn trong cái chương trình của Fox News, luật sư Alina Habba của Tổng thống Trump đã trình bày chi tiết những cái diễn biến gần đây trong quá trình kháng cáo của Tổng thống Trump tại tiểu bang Georgia liên quan đến biện lý quận Fannie Willis. Tòa phúc thẩm đã cho phép nhóm của Tổng thống Trump kháng cáo quyết định của tòa sơ thẩm. Đây là điểm rất là quan trọng. Kháng cáo của luật sư ông Trump là gì? Là muốn loại cái bà Fannie Willis ra khỏi cái vụ án của Trump. Họ cho rằng lẽ ra bà Willis phải bị loại khỏi vụ án. Bà Habba làm rõ ở Georgia cần phải có giấy phép để nộp đơn kháng cáo và giấy phép đó được cấp thuận bởi tòa phúc thẩm. Cái đơn kháng cáo dựa trên quyết định trước đó của tòa án cho phép Willis ở lại bất chấp sự tham gia. Bồ của bà là một công tố viên đặc biệt, người cuối cùng đã bị từ chức khỏi vụ án. Người bào chữa đã nhấn mạnh rằng cái vấn đề không đủ tiêu chuẩn cần phải được giải quyết vì họ tin rằng vụ án điển hình cho một cuộc truy tố và đàn áp có chọn lọc. Cái vấn đề truy tố đàn áp của chọn lọc đúng luôn sự kiện của Tổng thống Trump. Nếu mà thật sự tụi nó truy tố ông Trump một vụ thôi, thì chúng ta có thể nghĩ rằng, có thể là ông Trump bị tội thật. Nhưng mà thở đời nay khi một ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã tranh cử mà truy tố một lần 4 vụ, thì ai cũng biết được là truy tố và đàn áp có chọn lọc. Giống như cái vụ án tại tiểu bang New York cũng tương tự. Khi cái vụ án ngày hôm qua, cái nhân chứng ngôi sao của họ là Stormy Daniels xuất hiện trong phòng xử án, thì bắt đầu ông thẩm phán rất là chính trị và ông thẩm phán đã cho bà Stormy Daniels nói về sự kiện cũng chẳng có liên quan đến vụ án để bôi nhọ ông Trump trước cái bồi thẩm đoàn. Người dẫn chương trình Fox News đó là Bill Hemmer. Bill Hemmer là cái nhân vật này nè quý vị. Cái nhân vật ở bên tay trái của chúng ta đó, Bill Hemmer. Ok. Chỉ ra rằng kháng cáo có thể làm chậm quá trình tố tụng của vụ án này. Đúng luôn, cái vụ án này thật sự sẽ không bao giờ diễn ra trước cuộc bầu cử. Đây là cái điểm mà tại sao tụi nó đang all in vào cái vụ án tại tiểu bang New York. Nó cũng giống như tụi nó đã từng all in cái vụ án mà nó là ông Trump khống cái tài sản của ông tại Mar-a-Lago đó. Bà Habba đồng ý rằng và chỉ trích thêm việc truy tố và cho rằng Jack Smith, một cố vấn đặc biệt, đã xử lý sai cái bằng chứng trong cái vụ án tài liệu liên quan tại tiểu bang Florida. Để đáp lại một phiên tòa cao cấp khác tại New York liên quan đến cáo buộc về Stormy Daniels, bà Habba đã bày tỏ rằng công tố đã coi thường cái hàng rào bảo vệ của thẩm phán nhằm để ngăn chặn lời khai mang tính kích động hoặc thành kiến. Giống như sự kiện tôi nói, cái vụ án tại tiểu bang New York vẫn đang tiếp diễn. Bà giải thích rằng bất chấp những gì đang diễn ra, bên công tố viên vẫn tiếp tục đưa ra những quan điểm bào chữa để phản đối. Tuy nhiên, thẩm phán đã đổ lỗi cho luật sư của Trump vì đã không phản đối thường xuyên. Điều mà Habba lưu ý có thể là một thách thức vì sự phản đối liên tục có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cách nhìn nhận của bồi thẩm đoàn về cách bào chữa. Bà Habba nhấn mạnh rằng dù cái phiên tòa là một nghệ thuật chứ không phải là một khoa học, nhưng vẫn có nhiều thách thức để cân bằng giữa sự phản đối và đủ, trong khi không tỏ ra gây hấn trước bồi thẩm đoàn. Cái vụ án nó nằm ở chỗ đặc biệt là gì? Là cái vụ án là bồi thẩm đoàn. Cái bồi thẩm đoàn, có bồi thẩm đoàn thì bồi thẩm đoàn sẽ quyết định ông Trump có tội hay vô tội. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng thừa biết rằng là bồi thẩm đoàn sẽ quyết định ông Trump có tội, bởi vì trong khu vực của Manhattan, ông Trump sẽ không bao giờ có một tòa án công bằng cả. Ok, đó là một cái đoạn rất là quan trọng trong cái chương trình buổi sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào
cái dự án của tiểu bang Georgia và bà Fannie Willis như thế nào. Đây là chi tiết. Tòa án phúc thẩm đã đồng ý xem xét lại quyết định của một thẩm phán tòa sơ thẩm đưa ra khi cho phép biện lý quận Fannie Willis tiếp tục tham gia cái dự án cao cấp chống lại Tổng thống Trump, miễn là bà loại bỏ công tố viên đặc biệt đã khỏi dự án để tránh sự buộc tội. Sự xuất hiện hoàn toàn không đúng đắn. Sau khi xem xét cái đơn kháng cáo tạm thời, lệnh rằng nó được cấp phép, lệnh viết ngày 8 tháng 5. Tổng thống Trump và 8 bị cáo đã yêu cầu xem xét lại để có 10 ngày nộp đơn kháng cáo. Cái vấn đề quan trọng là cái quá trình nộp đơn sẽ có 10 ngày. Thì tôi hy vọng rằng là Tổng thống Trump sẽ có một số cái sự tác động lớn nào đó. Và tôi hy vọng rằng ông Trump sẽ cố gắng để thành cái câu chuyện tại tiểu bang Georgia. Từ từ tôi nói đang đau buồn nha quý vị. Ông Trump và 14 bị cáo khác đã bị truy tố vào tháng 8 năm ngoái trên đạo luật tổ chức bị ảnh hưởng vào tham nhũng RICO Racketa của tiểu bang. Với công tố viên đã cáo buộc hành động của họ nhằm trách thức kết quả của 2020 là một âm mưu tội phạm. Sau những tiết lộ rằng Nathan Wayne, luật sư bên ngoài của bà Willis, thuê để lãnh đạo dự án có quan hệ tình cảm gian díu với bà Willis trong một quá trình điều tra của dự án. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã tổ chức một phiên điều trần chứng cứ kéo dài nhiều ngày. Thẩm phán Scott McAfee của tòa thượng thẩm quận Fulton cuối cùng cũng nhận thấy rằng vẻ ngoài không đúng đắn do mối quan hệ này gây ra, vốn kết thúc ngay trước khi bản cáo trạng được đưa ra. Nó có thể khắc phục bằng cách chỉ loại bỏ ông Nathan Wayne.